Không, một cái đám ma Phật tử ra có mấy ông thầy tổn trời đó coi như làm rừng xóm hết. Không biết ông đặt cái micro sao mà trời đất ơi ổng ơ a rồi cả xóm đều nghe. Nói câu Nam Mô A Di Đà Phật không, ông kéo dài cỡ 5 phút mới gọi. Như giọng cổ á, thiệt chứ đó. Ông Phật không có dạy niệm cái kiến phi cục. Thế mà mấy ông thầy đám thì hay lắm. Bà con thì thích lắm. Cho nên ở đây nói thì để mình thấy cái sai của Phật Pháp nó vẽ ra để biến thành cái nghề sống. Thường mấy thầy phát bộ mấy ông này cũng ca dù cổ cũng nhiều lắm. Cho nên cất giọng cũng dữ. Thành ra nó biến thành cái câu niệm Phật. Từ cái những cái bài kệ của Phật nó cũng biến ra những cái bản cầm thê a kém dặn. Rồi mấy ông chế ra những cái bài để làm cho người ta xúc động trong cái đám ma, mấy ông tụng vậy. Thật sự ra thì thầy thấy đạo Phật là cái đạo thực, chứ không có gây những cái điều mơ hồ như vậy. Cho nên ở đây thì thầy chỉ nói thẳng nói thật, nhưng mà may mắn là nói thẳng nói thật nói đúng, cho nên không ai mà phiền hà thầy. Thầy vẫn quý hòa thượng vẫn chấp nhận cho là thầy nói đúng chứ không phải sai. Cho nên thầy vẫn bình an, chứ phở mà thầy nói sai thì trên chắc ngồi yên được. Không, bởi vì cả giáo hội mấy con chứ không phải là riêng mình thầy đâu. Người ta là một cái tập thể. Mà bây giờ nói cái sai của người ta là phải có chứng cứ đàng hoàng, chứ không có chứng cứ thì không thể được. Cho nên thầy muốn nói cái gì sai là phải có bằng chứng. Cho nên thầy mới ngồi riêng, chứ còn nghĩa tâm thì không phải được đâu. Bởi vì thầy cũng là một thành viên của giáo hội, chứ không phải là tâm. Sư Thà Ca thì mấy ông giáo hội thì họ rất lo. Cho nên một cái trường hạ năm nay họ không dám mời thầy. Năm rồi thì họ dám mời thầy, nhưng mà khó ăn quá.